Giải pháp điều trị bệnh E. coli bại huyết trên gan vịt. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi là Tuấn Đỗ, bác sĩ thú y. Trong video ngày hôm nay xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn giải pháp điều trị bệnh E. coli và bại huyết ở trên gan vịt. Thì với các cái triệu chứng xảy ra như sau, thì đối với con gan vịt thì sẽ xảy dẫn đến cái tình trạng là con gan sẽ bị bại liệt, và khi chúng ta mổ khám ra thì những cái quả tối thì sẽ bị xuất huyết hoại tử trắng, và những cái trên bề mặt gan sẽ bị bao bọc bởi lớp fibrin bao bọc ở trên tim và gan. Thì ngoài ra thì đối với con quá trình tiêu chảy sẽ dẫn đến cái tình trạng mà tiêu chảy có bọt và phân loãng ở trên gan vịt. Thì nếu quý vị và các bạn đã sử dụng mọi biện pháp, mọi kháng sinh không đạt hiệu quả cao thì hãy sử dụng ngay cái sản phẩm Cephalon A cộng cộng với sản phẩm đường nguyên tử cộng với Lanco Spec của công ty Supervet. Bộ ba sản phẩm này sử dụng được cho 1 tấn thể trọng vịt thì sẽ điều trị dứt điểm được cái tình trạng mà E. coli ghép bại huyết ở trên gan vịt. Ngày thứ nhất thì quý vị các bạn chỉ cần tiêm, sau đó ngày 2, 3, 4 thì quý vị các bạn sử dụng đến cái sản phẩm đặc trị hô hấp phức hợp, thì chúng ta có thể là trộn thức ăn hoặc pha nước uống cho đàn vịt. Thì nếu trường hợp mà đàn vịt ngang ghép những cái bệnh do virus gây ra thì chúng ta mua trực tiếp cái vaccine đó, chúng ta trộn vào cái bộ ba bộ tiêm, thì chúng ta tiêm lẫn cái sản phẩm bộ tiêm thì sẽ giải quyết được dứt điểm cái tình trạng E. coli ghép bại huyết ở trên gan vịt. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video này.